Rồi, hello. Hôm nay Lương Nghiệp mình xin chào toàn thể các anh em nhé. Để đến với cái video của ngày hôm nay, mình vẫn tiếp tục là tuyển các cún con về cho các anh em nhé. Đây này, hàng đây. Tu. Cún. Đây, có màu vằn hổ này. Đấy, màu vằn hổ đấy. Rồi, hello. Thì hôm nay đàn chó con nhà Lông Nghiệp Tân Yên đến đây là kết thúc. Nếu anh em nào có nhu cầu về chó con thì anh em cứ liên hệ theo số điện thoại của mình để dưới góc của màn hình. Thế còn này anh em nào có nhu cầu gì thì có thể liên hệ theo số điện thoại Zalo của mình để dưới góc của màn hình luôn. Rồi, hôm nay mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Mình xin chào.